Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Ngày hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2024, gửi đến các bạn một số hình ảnh mới nhất về trận mưa ngày 8 tháng 10 vào giấc buổi chiều ở ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh đầu tiên kênh Đồng Nai của tôi gửi đến các bạn đó chính là tỉnh Bình Dương. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy không khí ngập lụt kinh hoàng tại tỉnh Bình Dương. Các tuyến đường ở Bình Dương bị ngập rất là nặng. Những khu vực như ở Bình Chuẩn và đường Mỹ Phước Tân Vạn cũng bị ngập rất là sâu quý vị. Do ngày hôm nay mưa lớn và lượng mưa dày nữa. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy lượng mưa đổ xuống. Trận mưa ngày hôm nay rất là lớn hả quý vị. Giấc buổi sáng cũng như giấc buổi tối đều mưa rất lớn. Còn đây là những hình ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực chỗ này là khu vực thành phố Thủ Đức. Ồ, VinFast kìa. VinFast V5 hả? Quá khủng khiếp. Ô, VinFast V5 quá khủng khiếp luôn nè anh em. Thấy không? VinFast ghê hồn đó. Đó, đó, đó. V5 quá khủng khiếp. Đó, lợi thế không? Thấy lợi thế xe điện không? Anh em nhìn thấy gì không? Nhìn thấy cái gì không? Không thấy giật nước nha, nước càng ngày càng nhiều nha, không thấy giật nha. Bạn thấy mà, xe buýt mà nó lên bằng cái cửa luôn mà biết rồi. Khách, tay điện thoại gì á? Đi anh. Em đâu có cầm sạc đâu nè. Quận 9. Lên Dung Việt. Nè, VinFast nữa này. VinFast nữa, thấy không? Quá đỉnh luôn. Cỡ nào mà chơi không được. Wow, trà nó gì, quá trời quá đắt luôn. Đúng rồi, Lên Việt. Một vòng cho anh em coi. Nói chung là chiếc một tối tư 50 xong rồi anh em ơi. Buồn thiệt sự luôn á. Nhiều lúc đúng là người hại không chết mà trời hại là tiêu liền. 1.450.000 luôn. Giờ này đứng một đống luôn à. Đây này anh em, đây này anh em ơi. Fortuner. Đợi Fortuner gầm máy luôn kìa. Rồi xong chiếc quá. Xe nó cắm đầu rồi đó, nó đang chờ. VinFast này em ơi, VinFast mãi đến nha. VinFast mãi đến. Thấy không? Nước ngầm cái nào ngầm với VinFast chơi mãi đến. Carnival bị chết máy rồi nha, Carnival bị chết máy. Đó, VinFast nữa kìa. Còn bán tải thì coi nói bán tải là nó có trục turbo cao rồi, không sợ. Chết rồi, xe máy không biết còn chạy được không, hết chạy được rồi anh em ơi. Ê, càng đạp mạnh là nước nó càng cao nè. Đạp chỉ vừa xong ngưng lại cái rồi đạp tiếp, đạp chỉ vừa xong ngưng lại cái thì đạp tiếp thì ok nha. Giống như này Carnival nè, nó đạp. Đó, xe nó đem mãi đính nè.
Bạn nhìn thấy chiếc Camry không? Ở này, chiếc Camry mà nó lên tới mặt ca lăng luôn mà biết rồi đó. Đó, chiếc Camry á. Camry mà nó lên tới mặt ca lăng luôn mà. Anh em hiểu, chạy từ từ thôi, nếu mà chạy nhanh là nước ấp vô là tiêu liền. Trời ơi, quá trời quá đất. Anh em nào vô trước rồi anh em trả lời mấy bạn mà vô sau hỏi ở đâu dùm tôi gái nha. Tiếp tục là những hình ảnh tại Đồng Nai. Đây là khu vực thuộc Cù Lao Phố quý vị. Quý vị thấy là nước ngập tràn vô trong nhà dân luôn. Khu vực mưa chỗ này là ở phía bên Long Bình đó quý vị. Và cuối cùng là khu vực mưa tại Tam Hòa. Quý vị thấy là dòng nước chảy giống như là xả lũ vậy. Tuyến đường chỗ này là thuộc xóm Cali, thuộc phường Tam Hòa đấy quý vị. Nước cũng đang ngập rất là sâu. Nước ngập tràn lan luôn. Đường này thì sẽ đi ra hướng chợ Tam Hòa. Quý vị có thể nhìn thấy nước chảy này. Mênh mông là nước. Wow, quý vị nhìn thấy nước chảy không? Nước ngập lân láng lên phía trên đây. Tiệm chè của chị này nước ngập rất là sâu. Và khu này và điểm chỗ này ngập lên khoảng 60-70cm quý vị. Cảnh mưa bão như thế này thì thấy rất tội cho mấy cô bán rau, bán các cái loại thực phẩm dọc xung quanh khu chợ Tam Hòa này. Quý vị nhìn thấy khung cảnh đâu đâu cũng là nước, nước chảy mênh mông và có cả những cái xoáy nước nữa.
Mưa lớn ngập nước như thế này thì những chiếc xe máy di chuyển qua đây cũng rất là khó khăn và rất dễ bị tắt máy. Ở đây có một chiếc xe đã bị tắt máy phải dẫn bộ nè quý vị. Tiếp theo là những hình ảnh tại khu vực bệnh viện Đồng Nai mới. Tuyến đường này là tuyến đường Đồng Khởi. Thời điểm này mưa cũng đã tạnh, tuy nhiên là nước vẫn còn rất nhiều và xe di chuyển qua lại, đặc biệt là xe máy rất khó khăn. Và ngày hôm nay thì kênh này của tôi gửi đến quý bạn những hình ảnh mới nhất về trận mưa trong ngày mùng 8 tháng 10 năm 2024 tại ba tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì kênh này của tôi xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.